Nên comment ở cái chế độ tin nhắn riêng nhé, nhắn riêng cho Dung. Message. Chưa? Nào, bắt đầu comment em nhé. Câu số 2 nhé, từng câu một nhé. Ồ, Hiếu comment khác các bạn nhé. Tôi Hiếu chưa nhớ được hết này rồi. Giờ các bạn đều có Mai này, Hưng này, Dũng này, Huy này, Ngọc Anh đều có các bạn giống nhau hết đúng không? Hiếu hơi khác tí. Hiếu chắc là nhầm lẫn đây rồi. Rồi, 4, 6 bạn. Bốn bạn nữa comment nốt đi. Mai nhỉ? An đâu? An comment đáp án. Hoàn nữa. Minh nhỉ? Minh chưa comment này. Rồi An trả lời rồi, còn Minh nữa. Minh với Hoàn với Giang này, Hoàn chưa đúng không? Phải comment là số số tự chất mà Hoàn. Comment là thứ tự của chất nào thỏa mãn nhé, lưu ý nhé. 6 chất thì chắc không đúng rồi. Nó xem những chất nào nhé. Thì cái này hôm trước thầy đã nói hết rồi đúng không? Từ đây thì mình sẽ có là HF này là axit yếu này. HF này là axit yếu đúng không? HBr là axit mạnh. Axit mạnh thì lên mạnh rồi này. Cái bảng trước thì cho đấy nhé. Vậy là chất số 2 là 1. HBr là đúng rồi này. HI cũng là axit mạnh đúng không? HI là axit mạnh. Axit mạnh thì là đi mạnh rồi. NO3 thì cũng là axit mạnh. 2 3 4 đúng rồi. NO3 là axit mạnh đúng không? Nhớ nhé. H2S4 cũng là axit mạnh luôn. Axit mạnh thì cũng là điện đi mạnh, như vậy là có khá nhiều bạn chọn đúng rồi. Cái này chỉ cần tra trong cái bảng hôm trước thì cho thôi là được mà. H2SO3 này thì H2SO3 này là axit yếu này, thì là điện đi yếu này. HClO4 thì cũng là axit yếu này. Quên, đây là axit hết những cái yếu luôn cho anh em. HClO4 là axit mạnh đúng không? Axit mạnh là đi mạnh. Là người ta hỏi đây, à đây người ta mới hỏi axit mạnh thôi. Đồng thời nó là đi đi mạnh luôn nhé. Còn thằng H3PO4 này là axit yếu. Cái bảng trước thì cho rồi, tiếp theo cái bảng đấy là thôi. Cái thằng 10 này cũng là axit yếu nhé. Bảng trang bao nhiêu thầy? Bảng trang đầu tiên luôn đấy. Mới học đấy. Thầy gửi cái sách này chưa nhỉ? Gửi rồi sao không? Thầy gửi chưa? Chưa đã gửi đâu ạ? Chưa gửi ạ. Bây giờ gửi luôn nhé, khỏi quên. Dùng file trước, bây giờ không biết bao giờ gặp nhau được để đưa cho bản in. Bữa nào có điều kiện thì tự in ra luôn thì tốt. Dễ học hơn, học nó nhanh hơn. Cái này sách khác à? Sách lớp 11 là sách khác, mỗi năm một quyển. Lớp 11 nắm thành quyển, đầu tư trang. Thầy gửi luôn nhé. Tất nhiên là nói chung là sách thì soạn kỹ thì nó vẫn cũng sẽ có những cái câu, một số cái câu nó có một số lỗi sai nó lặt vặt, thì mọi người cố gắng phát hiện giúp thầy nhé, nó sửa, bảo nhau sửa giúp thầy, nó có những lỗi lặt vặt không tránh khỏi đâu, soạn kỹ nó vẫn có. À, cái này hôm trước là phần điện ly thầy nói rất là kỹ rồi đúng không, thì em sẽ phải tra quên. Thầy lúc chiều là thầy
dặn mọi người là làm trước cái phần này đi để học cho nó nhanh ấy. Mọi người tải cái file này về máy đi nhé, không đến mấy hôm nữa là chúng ta sẽ dùng nhiều đấy, dùng hết lớp 11 thôi. Không đến mấy hôm nữa là mình cứ chat liên tục này nó trôi đi phát là tìm không thấy đâu, nên là chủ động tải file về máy cho thầy nhé. Được chưa? Đây cái bảng đây, những cái axit mạnh đây chúng ta cần nhớ này: HCl O4, HCl O3, H2O4, HNO3, HCl HBr, HI, còn lại là axit yếu. Được không? Yeah. Câu tiếp theo của mình thì sẽ là các cái bazơ mạnh như sao ấy. Bazơ mạnh thì nó sẽ là gồm có các bazơ tan. Bazơ tan thì sẽ là bazơ mạnh. Bazơ tan là các bazơ mạnh bốn thằng ngay gặp ở carbacana thôi. Rồi ta tiếp tục comment câu số 3 này. Câu số 3 chọn gì ấy? Mọi người tự đánh số được không? Mọi người đánh số vào luôn cho nhé. Một lúc mọi người comment thì sẽ đánh số luôn. Mọi người nhìn. Kiểm tra rồi. Này. Đây. Dễ thôi đúng không? Quanh đấy luôn. Đây là comment số tự chất nha Hiếu nha. Đây là comment số tự chất thỏa mãn này. Chứ không phải mình comment mỗi đáp án đâu. Nó là chất số mấy Hiếu hiểu chưa? Mấy câu đếm này mình phải comment đúng số tự chất là chất số mấy thôi. Cái này chắc người ta làm sẽ làm đúng hết. Đấy, 1, 2, 4, 6. Thế là các bạn, câu này thì dễ rồi đúng không? Câu này chắc là chọn đúng hết rồi. Giang comment đáp án chứ. Giang với Minh làm kịp chứ đây. Giang, Minh chưa rồi. Hưng là 1 này. Vy là 2 này. An là 3 này. Dũng là 4 này. Hiếu là 5 này. Còn Anh là 6. Mai là 7. Còn Giang hoàn với Minh rồi. Minh chưa làm mà Minh ơi. Số tự chất là mấy mà, như ví dụ câu này các bạn phải comment là 1246 này này. Đấy. Câu này là phải comment 1246 như này nhá. Được chưa? Giang đâu rồi? Còn mỗi Giang chưa comment. Bình nhá, câu sau những cái câu đếm này mình phải làm rõ chất nào ra. Quan trọng là chất nào nhá. Còn 4 là quan trọng nó có đúng chất hay không. Thì các bazơ mạnh thì thường gặp 4 thằng rồi là carbacana nhá. Sao lại 1235? Nhìn nhầm bằng 1246 chứ. Chết rồi, bảng tính tan quên rồi là Minh. Đấy. 1246 chứ. À, em nhìn ngược ạ. Nhìn ngược à? Ừ. Đúng rồi, nhìn ngược. Giang đâu nhầm, chứ không thấy comment nhỉ. Chưa Giang đấy nhỉ, thầy để ý hết đi. Giang theo kịp không Giang? Câu số 3 này. Cũng như thế là mình sẽ phải comment nhé. Đây là chất số 1 nhé. Cả cái dãy dài dài dạng này là một chất thôi. Đây là chất số 2 này. Đây, chất số 3 này. Đây, chất số 4 này. Đây, chất số 5 này. 6. 6 chất. Số chất điện ly là. Chất điện ly đây sẽ bao gồm cả chất điện ly mạnh và chất điện ly yếu này. Là câu số 4 này. Vì có đáp án rồi. Vì có đáp án khác Mai rồi. Vì có suy nghĩ lại. Vì có đáp án khác Mai rồi. Đây lưu ý là hỏi chất điện ly nhé. Ngọc Anh lại có đáp án khác nhé. Comment là số tự là chất số mấy em ơi? Nó chất số mấy mà giống mấy câu trên mà chúng ta làm này này. Giống như câu trên là phải comment 1246 nhé. Thành An hiểu nhỉ? Chứ không phải chỉ comment đáp án thôi. Quan trọng là chất nào nhé? Không là các bạn comment chất ra vẫn thấy sai đấy. Giang vẫn chưa hiểu à? Phải comment số tự là chất số mấy? Đây, câu trên này là phải comment 1246 này, chứ không phải là comment là chỉ có 4 chất đâu. 4 chất này dễ mà, quan trọng mình xác định chất nào thôi. Cái này quan trọng xác định chất nào thôi. Hiếu này comment lại khác nhiều này.
học online là mình sẽ học phải trước mắt là trước mắt mấy buổi đầu thì nó chưa có kiến thức nâng cao thì cứ học cùng nhau một chút nhé. Các bạn nào học nhanh hơn thì chỉ có chậm lại tí nữa cho nó chắc. 563, 563 là nào đây? Ta phải xác định cho thầy cái này nó sẽ là muối đúng không? Muối thì sẽ đến đi mạnh này. Đi mạnh nhé, DL mạnh, đi mạnh. Cái thằng này là ăn polyethylic thì là không bị đi này. Thằng này là đường cũng không luôn này. Không bị đi này. Thằng này là axit yếu. Đúng không? Xét 3COH xác định thì nó là axit yếu đó. Axit yếu thì bị đi yếu này. Thằng này là bazotan. Nếu tan thì đi mạnh. Này sẽ là muối. Này là muối thì là đi mạnh. Thằng cuối này là muối cho thầy nhé. Thằng này là chất hữu cơ, có thể nhiều bạn sẽ làm một chút. Một số bạn thì làm được. Như vậy nó sẽ là chất 1 này, đi mạnh này. Ở đây người ta hỏi là số chất điện ly nhé, nên phải tính cả mạnh và yếu luôn. Hai thằng này không này, thằng này không này. 4 đúng rồi. Như vậy là có bạn mấy bạn làm 1 4 5 6 là đúng. Đúng không? Yếu làm không đúng này. Bạn trước là vẫn còn quên nhiều lắm, nên ta phải học trước thì mới làm chuẩn được. Cái này chúng ta phải thuộc đấy nhé, thuộc và làm cho chuẩn mà, không là sai tùm lum lên này được. Điện ly mạnh và yếu này. Điện ly mạnh và yếu con này thì lại ta sẽ comment là mạnh sẽ gồm có chất số mấy, ví dụ mạnh ở đây sẽ gồm có chất số 3 này. Đấm này. Rồi yếu này. Yếu thì gồm chất số mấy này. Đây cách comment này nhá. Yếu thì nó sẽ là chất số 1 này. Đúng không? 1 là H2CO3 là chất yếu thì là yếu đấy. Chấm 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 còn những chất nào thì em comment nốt. Đây là 1 này. Đây là 2. Đây là 3 này. Này. Câu này nó rất khá là dài, làm kỹ xong rồi xuống hết. Câu này hơi dài chút nên các bạn có thời gian để làm. Chất điện ly mạnh là gì nào? Chất điện ly yếu là gì nào? Comment theo cú pháp như thầy đã hướng dẫn. Mấy bạn đã tưởng là comment ngoài mét này, chúng ta đang học ở trên học chung trên Zoom thì comment trên Zoom đấy. Thì đã khi nào thầy bảo ra mét làm thì ra mét. Ngọc Anh phải suy nghĩ lại đi. Yếu là còn lại là hỏng đấy. Có một số chất là không điện ly đấy. Chỉ cần comment MV cho thầy cũng được, comment liền vòng dòng cho dễ đọc. Đấy, comment như Dũng này, thầy đã hướng dẫn cách comment rồi. M là gì, Y là gì, mạnh yếu đấy. Các anh phải suy nghĩ lại nhé, có một số chất không điện ly đấy. Số chất không điện ly 3, 6, 7, 8. Có hiểu được comment nhầm sao hiểu lại sai chưa? Có vẻ chưa thuộc lắm hay sao nhỉ? Mai với Dung giống nhau. Ồ, Mai với Dung cũng khác nhau. Dung có nhầm chất số 6 không Dung? Có suy nghĩ lại chất số 6 không? Bình là có cái mạnh là giống với cả Mai này. Dũng Huy suy nghĩ lại chất số 6. Hưng là cùng suy nghĩ với Mai rồi.
Người chưa làm chưa? Chắc là chưa làm thôi. Cứ thế đáp án này thay đổi. Để chắc đi tí. Các anh em suy nghĩ lại nhỉ? Nhớ lại thêm 6. 6 là đến 3 là đi đi yếu đấy. Cái 4 có mạnh không? 4 thầy nói rồi. Là cái mạnh không có 4, à, nhắc lại. Rồi cái này thì như vậy chúng ta sẽ có là cái này thầy đọc luôn nhé. À, H2CO3 màu chất đi li mạnh thì nó sẽ gồm có à, H2CO3 là chất đi li yếu đúng không? Là chất số 1 này. Còn H2S là axit yếu cũng là điện li yếu luôn, là chất số 2 điện li yếu này. H2SO4 thì là axit mạnh. Là điện li mạnh. H2SO4 này là axit mạnh đúng không? H3PO4 là axit yếu đúng không? Như vậy là vào đây. C3COOH cũng là axit yếu. Và vào đây. Cái thằng NH3 này thì sẽ là gì? NH3 này thì nó là basơ yếu, tính là điện li yếu được. Thằng glucose này thì là không điện li yếu. À, thằng glucose này là không điện li. Điện li là số 7 là glucose. COH 2 lần, COH 2 lần là basơ tan là điện li mạnh. Yeah. COH 2 lần basơ tan điện li mạnh. MgCl2 là muối, muối thì cũng điện li mạnh luôn. L2S4 3 lần thì cũng là muối điện li mạnh. Chốt nhé, như vậy 1 2 4 5 6 có mấy bạn về sau làm đúng rồi đó. Đúng không? Có nhiều bạn làm đúng rồi, suy nghĩ kỹ lại là đúng rồi. Rồi chúng ta comment câu số 6 câu số 7 là hai câu này. Số 7 hai câu chốt nhanh các bạn. Để comment hai câu 1 đi, mình sẽ nhìn. Hai câu 6 7 này. 6 7 là gì ấy? Cháu không biết à. Nó comment liền vào nhé Nhung nhé. À Minh nhé. Không biết thì chỉ cần chấm vào phát là được. Mình thấy chưa. An comment rồi. Mai là 2 này. Còn Banh là 3 này. Minh 4 này. Giang là 5 này. Dũng là 6 này. Các bạn khác nào. Hoàn. Trời ơi, Hoàn chọn DD hỏng rồi. Số 6 có vẻ nhiều bạn chưa biết nhỉ. Số 6 khá nhiều bạn bỏ trống sao nhỉ. Comment hết chưa? À, cố gắng phải comment trước rồi nhé. Rồi, như vậy là chúng ta sẽ có đáp án sẽ là gì? Thì câu 6 này nó sẽ là benzen. Tan trong benzen. Như cái thằng nào dẫn điện được thì ở đây chúng ta trước chúng ta có một cái kết luận rồi này. Kết luận ở đây là muối này, bazơ này, rắn khan không dẫn điện được. Các dung dịch axit bazơ muối này, các dung dịch axit bazơ muối hoặc là một số chất điện li nóng chảy thì có dẫn điện. Đấy. Dung dịch trong nước nhé. Dung dịch ở đây phải là dung dịch trong nước. Dung dịch nếu mà chúng ta lưu ý là dung dịch mà không nói gì thì là dung dịch trong nước nhé. Dung dịch trong nước. Dung dịch trong nước là chuẩn đấy. Được chưa? KCl nóng chảy đây là muối nóng chảy. Muối nóng chảy thì dẫn điện được. Còn AgNO3 trong nước thì nó sẽ là gì? AgNO3 trong nước thì nó sẽ là muối, đúng không? Dung dịch muối. Dung dịch muối trong nước này. Còn cái này là trong nước thì là cũng là dung dịch bazơ. Ok nhé. Thì ba thằng này đều dẫn điện được, chỉ có thằng này là không dẫn điện được không? Thế còn chất không phân ly ra thành ion thì chắc chắn là saccharose rồi, là đường đúng không? Đường thì không phân ly. Câu 89 này. 89 này. Chúng ta comment câu 89 này. 2 câu 1. Rồi, Hiếu vừa mất mạng. Câu 6 là đáp án A nhé. Câu 7 là đáp án D.
Rồi em comment câu 89 này. Nan có đáp án đầu tiên rồi. Dũng cũng đồng ý này, Mai anh đồng ý luôn. Ngọc Anh cũng đồng ý luôn. Giang này có đáp án khác. Hưng đồng ý luôn. Giang khả năng sai câu số 8 rồi. Số 4 là muối phải đi đi mạnh. Hầu hết các bạn đều chọn đáp án giống nhau rồi. Hoàn sai câu số 8 à? Đây người ta hỏi chất điện lý yếu mà sao lại chọn số 8 là chọn B. Chết thật. 9B. 9B á? 9B sao được á? Rồi cho đáp án nhé. Câu 8 thì chất điện lý yếu thì là câu 8 là đáp án A đó. Đúng rồi. Đã nhầm rồi, mình nhầm nhiều quá chứ chẳng. Đáp án B này nó thằng có thằng này là muối là đi lý mạnh. Đây ta viết lên đây luôn cho dễ. Cái này là muối này. Muối là đi lý mạnh nhé. Được chưa? Đi lý mạnh. Đấy. Đáp án C này thì nó cũng có thằng COS4 này là muối là đi lý mạnh nhé. COS4 này là muối đi lý mạnh. Dạ. Đáp án D thì có COS4 nhá. Nó làm nhầm rồi. Đấy chỉ gồm các chất điện lý mạnh thì là đáp án D đúng không? Chuẩn rồi đấy, đáp án D. Đáp án D này thì mình sẽ có H2O4 là axit mạnh này. NaCl là muối này. NO3 là muối này. BaNO3 hai lần đều là muối, được chưa? Thì đều là điện lý mạnh nhé. Axit mạnh này và các muối, được chưa? Câu 10 11 này. 10 11 này. Rồi An cũng có đáp án giống với Dũng. Hello, An với Dũng khác nhau quên. Câu 10 thì khác nhau một chút, tính tan quên rồi sao nhỉ? Bảng tính tan có vẻ nhiều bạn quên. Câu 10 các bạn chọn đáp án rất là khác nhau. Cho đáp án nhỉ? Câu 10 là đáp án D là đúng rồi nhỉ? 10 đáp án D. Bảng tính tan ở đây thì em sẽ xem ở bạn nào quên bảng tính tan thì xem lại cái trang này cho thầy này. Bảng tính tan đây. Đây thầy đã cho lại cái bảng tính tan rồi, sợ nhiều bạn quên. Đây bảng tính tan đây chúng ta có AGF là tan này, thằng này là thằng tan này. AGF là chính là thằng tan đấy. AGF là vừa mới thi lớp 10 xong đã quên rồi à? Rồi này. AgCl, AgBr, AgI là không tan, cái còn lại bọn này là đa phần đều là tan hết, đa số là tan hết trừ mấy thằng này kết tủa. Cái này là có muối của Na thì đương nhiên là tan. Ừ. Cái 10 này cái thằng này tan này. Thằng glucose này là đường cũng tan luôn. Được chưa? Muối của Na thì tan hết, cứ liên quan đến Na là tan hết. Chứa Na là tan, cứ chứa Na là tan, không cần xem thằng còn lại là gì. Nha. Còn đáp án C này thì mình sẽ có thằng MgCl2 là muối tan đấy. MgCl2 là muối tan đấy. MgCl2 là muối tan đấy. Đấy, cái muối nó chỉ có AgCl là kết tủa thôi. PbCl2 đấy, nhưng mà PbCl2 nó ít gặp nên là phải phân biệt đây. Rồi, câu 11 12 này.
11, 12 này. Cái câu tiếp theo này. Comment theo thứ tự. Dũng này comment được. Vi được comment mỗi câu 12 hay câu 11 đâu. 11 lại chấm rồi. Thế đi mạnh thì dễ rồi. Hai câu 11 comment rồi. À đấy, câu 11 làm rồi. À, như thầy nhầm sao đó. Bên câu 11 comment bên trên này. Ờ, thầy nhầm rồi. Sorry, không sao. Câu 11 là đáp án C đúng không? Câu 12 các bạn chọn đa phần là chọn D hết đúng không? Đúng rồi, 12D đúng rồi. Rồi này. Rồi ta comment câu 13, 14 đi. Rồi 13, 14 này. 13 chấm này. 13, 14 này. Mình comment cả hai câu luôn nhé. Để cho nó dễ nhìn. Mai chọn... Mai với An. Hưng, Dũng để chọn giống nhau. Đa phần để chọn giống nhau đúng không? Rồi còn bạn nào chưa comment, comment nốt đi. Hoàn nữa rồi. Hoàn chưa comment này. Sao không biết? Chấm vào phát. Câu này mà không biết à? Và lưu ý là trong các cái chất ở trong câu 13 này đều là chất điện lý mạnh nhé. Đều là chất điện lý mạnh. Các chất câu 13 này đều là chất điện lý mạnh. Chất điện lý mạnh hôm trước mình đã nói rồi. Điện lý mạnh thì có nghĩa là gì? Nó phân ly hết hình ion. Hòa tan vào bao nhiêu thì phân ly hết. Các chất điện lý mạnh này. Khi tan trong nước thì các phân tử hòa tan đều phân ly ra ion. Tức là cho vào 100 thì phân ly ra 100 luôn, nó pha cùng 1. Đó câu 13 sẽ là C. Các cái chất này thì nó cũng đều là chất điện ly mạnh như bên trên mình đã nói nhé. Nếu mà chất điện ly mạnh thì mình lại viết dạng mũi tên một chiều như này. Có nghĩa là nó sẽ chỉ tồn tại ở bên phía bên phải thôi, tồn tại dạng sản phẩm. Thì có nghĩa là tồn tại ở dạng ion dương và ion âm. Như vậy câu 14 là ion dương và ion âm. Rồi. Câu 15, 16 này. Câu nào bạn nào không biết thì chấm vào phát. Ừ. Không biết thì chấm vào phát. Comment chấm cái để thầy nắm rõ hết. Hiếu chấm chấm cả hai câu luôn. Mấy bạn comment được rồi. Đây mình có bốn chất đúng không? Cái này mình sẽ có bốn chất thì nó sẽ
sẽ bao gồm có một chất có điện ly này, một chất điện ly yếu và hai chất điện ly mạnh. Thì thứ tự của mình là thứ tự độ dẫn điện nhé. Rõ ràng là không điện ly nó sẽ phải nhỏ nhất, không điện ly là nhỏ nhất, sau đến là điện ly yếu này, có bình hay nói khác đi là về hay một cái tương tự là nói khác đi là tức là gì, càng nhiều ion thì điện ly càng thì dẫn điện càng mạnh. Chấp nhận là trong chương trình không, mình thì càng nhiều ion mình dẫn điện càng mạnh thôi, mình sẽ tính ra đó. Thì rõ ràng là không điện ly thì không có ion này, điện ly yếu thì chắc chắn là số lượng ion nó phải ít hơn điện ly mạnh nhé. Như vậy mình chỉ cần so sánh hai thằng điện ly mạnh thôi là kali sunfat với cả NaCl đúng không nhé. Mình so sánh như sau cho thầy này. Kali sunfat của mình sẽ là mình sẽ là NaCl này. NaCl thì phân ly thành Na cộng Cl trừ. Chúng làm rồi. Này một này. Đúng không? Thì tổng số mol ion bằng 2. Còn K2S4. K2S4 thì ra 2 K cộng. Cộng S4 2 trừ. Thì cái này sẽ là 1 này. Này là 2 này. Này là 1 này. Thì tổng số mol ion bằng 2 cộng 1 này là bằng 3. Chúng ta sẽ có 2 nó sẽ nhỏ hơn 3. Đấy, do đó mình sẽ chọn là đầu tiên là không điện ly này. Không điện ly thì sẽ là thằng ăn ancolytic đầu tiên này. Sau đấy acid acetic, natri clorua và kali sunfat. Như vậy sẽ là đáp án D. Thế còn câu 16 này thì hôm trước mình cũng giải thích rồi đúng không? Cách dung dịch acid bazơ muối dẫn điện được là do là có gì đâu? Do nó có khả năng phân ly ra thành ion trong dung dịch. Người ta bán bên. Phân ly ra thành ion trong dung dịch. Không 17, 18 này. 17, 18 này. Hưng có đáp án đầu tiên rồi. 18 là giống 18 là vừa làm trên đấy em. 18 vừa làm trên đấy, suy nghĩ đi. 18 thầy vừa làm mẫu cho ngay bên trên đấy, suy nghĩ đi xem nào. Suy nghĩ lại câu 18 xem nào, nhiều bạn câu 18 là chưa hợp lý đâu. Người ta suy nghĩ lại câu 18 xem ra bao nhiêu em. Dừng lại một chút để làm câu 18 đi. Chính là câu mẫu thầy vừa làm cho ngay bên trên đấy. Câu 15 thầy vừa làm cho đấy. 18 nhiều bạn làm chưa chuẩn đâu. Hưng có vẻ cũng chưa đúng rồi. Ngọc Anh chưa tự tin là còn phải chấm hỏi. Ngọc Anh chưa tự tin sao lại chấm hỏi nữa. Em toàn thế ạ. Em vẫn chưa tin. Phải tự tin lên chứ. Thì đi thi nào nó chuẩn đi. 18 vẫn nhiều bạn làm sai lắm. 18 thầy vừa làm mẫu cho ngay câu trên rồi so sánh lại thôi là xong. Làm lại thôi là xong. Viết phương trình điện ly ra. Cho mọi người 2 phút viết phương trình điện ly câu 18 này. Chốt đáp án câu 18. Câu 17 thì dễ rồi đúng không? Câu 17 chất điện dễ yếu, chất điện ly yếu là đáp án C đúng không? Đúng rồi, đáp án C. Câu 17 thì chắc là không bạn làm sai rồi. Câu 18 này. 18 suy nghĩ lại đi nào. Suy nghĩ lại, chốt lại đi nào. Chốt lại câu 18 lần nữa cho thầy. Chốt chưa? Mình chốt rồi đây. Các bạn khác chốt lại 18 cho thầy. Vừa làm mẫu bên trên này. Bên này. Vẫn còn trên. Tính cho thầy xem là tổng số mol ion thằng nào lớn nhất là xong. Bây giờ chốt 18 nhé. Như vậy 18 chốt là D nhé.
18 chốt là D nhé. Em cho thấy là số này, số modium nó sẽ là 5 này. Đấy, hai chỉ số này cộng vào nhau là ra này. 2 cộng 3 là 5 này. Này 1 cộng 2 là 3 này. Này 3 cộng với 1, PO4 là 1, 1 PO4 là 4 này. Đây là 1 cộng 1 là 2. Đấy, thì còn không thì mình sẽ phải viết ra. Cố gắng nhẩm luôn. Thì mình làm là cũng phải nhẩm đấy. Không được đúng không? Nhẩm luôn. Đây này, nó sẽ là Fe2, F4, 3 lần. Ly thành 2 Fe3 cộng. Cộng hết là 4 hay trừ. Cái này 3 hết là 4 hay trừ. Như vậy tổng modium sẽ bằng 5. Và 5 này sẽ là mắc nhé. Và 5 này là mắc trong 4 đáp án này rồi. Mình cứ thử viết nốt cái kia làm xem. Câu 19 20 này, câu 19 20 và comment đáp án luôn được, được. Lúc đầu comment nhiều rồi. Giờ ra 19 20 nhé. Comment đáp án luôn này. Độ nhanh lên tí nữa. Ồ, Hưng là khác với cả Mai với Ngọc Anh rồi. Không biết là ai sai đây. Mấy câu đếm này cho làm mãi mà vẫn còn lăn tăn ra phết nhỉ. Hưng có suy nghĩ lại không? Giang là làm giống Hưng. Có hai phe rồi. Một phe là câu 19 đang chọn A. Một phe là câu 19 đang chọn D. Hai sai đây. Hai sai đây, 19 hai sai đây. Một phe là 19A, một phe là 19D. Các bạn khác nào? An chọn luôn 1, 2, 3, 4, 5, 6. Phải thằng glucose làm sao để ly được. Mà chọn glucose em. Các bạn khác nào? Chốt đáp án chưa? Quay 567 đấy. À rồi rồi, tức là 134 123567 đúng không? Huy lại chọn đáp án B là còn khác nữa. Này chất điện ly thì cho làm mãi rồi, sao bên trên làm nhiều thế rồi mà xuống đây vẫn thấy nhiều bạn comment sai này. Rồi rồi. Acid bazơ muối là có điện ly. Nó xác định rõ là acid yếu hay mạnh nữa cho nó rõ này. Cái này là acid yếu này. 2SO3 là acid yếu này. Thì gì cơ là gì đấy là Ngọc Anh. Đây là muối thì sẽ là điện ly. Chào. Ở đây người ta hỏi số chất điện ly nhá, phải tính cả mạnh cả yếu, tức là axit bazơ muối là chọn đó. Chúng ta như vậy chúng ta phải xác định được rõ là yếu hay mạnh nhé. Quan trọng là yếu hay mạnh thì chúng ta vẫn phải xác định được. Glucose là không bị ly rồi này. Mình bazơ mạnh, này bazơ mạnh. S là axit yếu đúng không ạ? AS là muối. Đấy, thì nó sẽ có thêm 3 thằng này nữa. 6 chất à? Đúng 6 chất à? Thế tô đúng 6 chất chưa? Không biết là mọi người nhầm thế nào đấy. Componentilic này là không, không bị ly. Hai thằng này đều không bị ly nhé. Đúng 6 chất chưa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đúng 6 đúng không? Chất đi lên mạnh. 20A đúng không? 20 chắc là nhiều bạn làm đúng không? 21, 22 nè. Đến mấy câu mà chúng làm sai nhiều quá.
Mấy câu đếm này thấy mọi người vẫn phải sai nhiều nhỉ. Lật quanh mấy chất đấy thôi rồi vẫn làm sai nhiều. Số chất beryllium mạnh. Nếu bố là đa phần thì chọn B, thứ hai chọn C. Tôi xem nhé. Chúng ta xem nhé. Câu 21 này, cái này là axit yếu đúng không? Đây hỏi chất đi lên mạnh, hỏi chất đi lên mạnh axit yếu cần chọn. Này là axit yếu nhé. Đấy mọi người phải xác định được cái thầy đó là này. Axit yếu thì tức là sẽ là đi yếu đấy. Xác định được là axit mạnh, axit yếu này. Cái này thì là không này. Đây không bị li này. Cái này lần là bao giờ mạnh. Bây giờ một thằng đi lên mạnh đây rồi. HClO4 thì sẽ là axit mạnh đúng không? Vậy là hai thằng đi lên mạnh rồi. Hai thằng đi lên mạnh rồi. C3COH là axit yếu. Axit yếu. H2SO4 thì sẽ là muối. Muối là ok rồi đấy. Muối thì nó có mỗi hai trường hợp đặc biệt thôi. Này sẽ là muối nốt này. Ok này, vẫn là muối là đi lên mạnh rồi này. Này muối vẫn là đi lên mạnh. Này sẽ là axit mạnh. Axit mạnh. Axit mạnh thì cũng là đi lên mạnh luôn đúng không? Như vậy sẽ là mấy chất em? 7 chất à? À 6 chất. 6 đúng không? 1 2 3 4 5 6. 6 chất đúng không? Rồi đáp án B. Khá nhiều chọn bạn chọn đáp án B đúng không? Thế còn câu 22 là đáp án C đúng không? 22 là đáp án C. Câu 23 này. Ủa, câu 23 này biết sẵn cho rồi. Câu 23 chót viết đây rồi thì tôi còn mấy câu về chưa đốt cho luôn nhé. Hai câu này mấy câu này chót đây viết luôn rồi chưa luôn. Ở đây người ta sẽ hỏi số chất đi lên mạnh. Thì muối này là chất đi lên mạnh rồi này, một chất này. Glucose là không bị ly rồi này. HCl là axit mạnh thì là đi lên mạnh rồi. CuO4 là muối thì đi lên mạnh rồi. Là H2SO4 đây là cũng là muối này. Là chúng ta đi lên mạnh rồi. C3COH là axit yếu. À, axit yếu thì là đi li yếu. Đây người ta hỏi đi li mạnh thôi đúng không? H3PO4 là axit yếu. Cái này là muối thì là đi li mạnh rồi này. HNO3 sẽ là axit mạnh thì là đi li mạnh. KH là bazotan. Cũng là đi li mạnh luôn. Như vậy sẽ là mấy chất đấy. Đúng chưa? Mình tra xem đúng chưa? 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5, 6, 7 chất này. 7 chất đúng không? Đúng chưa? Có nhầm đâu không các bạn? Glucose này. Chuẩn cho em, đếm chuẩn chưa? Quay tư cũng thế này. Quay tư là HCl là axit mạnh rồi này. Ở đây người ta hỏi, à số chất đi li yếu. Con này hỏi số chất đi li yếu. H2CO3 là axit yếu. Là đi li yếu. NaOH là bazotan. Là đi li mạnh. Béo này lần là bazotan cũng là đi li mạnh luôn này. Chất 3COH là axit yếu, nó đang cần chọn axit yếu đây. Hai chất này. K2SO4 là muối và đi li mạnh. N3PO4 cũng là muối thì li mạnh luôn. HF là axit yếu thì là đi li yếu đúng không? HL2S4 3 lần là muối thì là đi li mạnh. H2SO4 là axit yếu là đi li yếu. Và H3PO4 cũng là axit yếu luôn là đi li yếu nhé. Chốt 1 2 3 4 5 này. Thế còn câu 25. Câu 25 thì em sẽ chọn là gì? Ở đây chúng ta sẽ thấy là cái dung dịch dẫn điện kém nhất, chúng ta thấy là cái thằng này axit mạnh này. Thằng này là axit mạnh này, axit mạnh. HI này, HBr, HCl đều là axit mạnh. Chỉ có HF là axit yếu thôi, cho nên nó sẽ dẫn điện yếu nhất nhé. Và câu cuối để chữa luôn. Thế còn những cái câu ví dụ này thì chắc là chỉ cần làm một hai ví dụ thôi, chúng ta làm thì được. Tí nữa chúng ta sẽ comment đáp án phần này sẽ chứa mẫu một chút. Chúng ta làm nốt phần này. Bài tiếp. Bài tiếp. Đấy thì H2SO4 này. H2SO4 thì mình phân ly này.
Được chưa? Thằng E4 thì chúng ta nhớ là thằng axit mạnh. Điện lý mạnh đúng không? Cái này biết nhiều rồi, chắc quen. Thằng E4 của mình là axit mạnh, điện lý mạnh nhé. Rồi mình sẽ phân ly nhé. Đấy. Thì phân ly ra 2H cộng. Thằng E4 2 trừ. Dễ thôi mà, mình có này làm quen để tính dần thôi. Không làm tí nữa là xong. 4,9 gam hay 4 thì mình sẽ phải tính CM này ra đấy. Tính CM đây. Tính CM nó sẽ ra bao nhiêu. Này mọi người tự tính nhá, chắc là tính được hết rồi đúng không? Mình sẽ tính ra đấy, thế thôi, đơn giản vậy. Nhá. Còn câu 27 ấy, thì hòa tan HCl vào nước thì nó không xảy ra phản ứng gì, nó chỉ tạo thành dung dịch thôi nhá. Cho nên là chúng ta vẫn có là HCl ở đây, nó chỉ tan trong nước. HCl tan trong nước. Thành dung dịch, chúng ta phân ly HCl này, chúng ta thành H cộng cộng HCl trừ. Chúng ta hỏi nồng độ ion, H cộng cũng tính như thế thôi, thì em cũng tính như thầy CM này thôi. Cái này chắc mọi người tính hết rồi. Tí nữa thì rất qua tính thôi. Thế còn câu 28. Câu 28 thì người ta hỏi gì? Câu 28 tính tổng tính nồng độ H cộng thôi, thì mình sẽ tính cho thầy đúng không? HCl phân ly thành H cộng này, cộng HCl trừ này, cái này là 4 này, phân ly thành 2H cộng, cái này là 4 hay trừ. Thế nên cần tính tổng nồng độ H cộng đây, tính tổng hai thằng này lại xem bằng bao nhiêu. Cái đề bài hỏi nồng độ H cộng của tính tổng. Câu 29 thì chúng ta viết dần chương trình phản ứng dần tính dần. Chúng ta sẽ có một câu 30 thì có một chút thì chúng ta thầy sẽ hướng dẫn câu 30. Sao nhỉ? Câu 29 này thì em sẽ viết là đầu tiên là viết là NA này. Cùng nước này. Và NaOH này. Cùng hôm nay chúng ta cân bằng đi nhé. Cân bằng đi. Cùng cân bằng nhé. Cùng tí là làm là sai là quan đấy nhé. Nhớ tự cân bằng nhé. Là CaOH này lần này. Cùng hôm nay đúng không? Và chúng ta biết phương trình phân ly rồi. Chúng tính tổng nồng độ. Bằng tính nhẩm được. Tính nhẩm, tính nhẩm. Nó tổng này. Cộng OH trừ này. Rồi CaOH này lần. Còn bạn nào đã quên mấy công thức nồng độ, bạn nào quên thì hỏi lại nhé. Hy vọng là không bạn nào quên. Tính nồng độ quên hết thì toàn. Đây, cần tính này. Và tính nữa. Còn câu 30 thì nó sẽ khó hơn một chút. Câu 30 thì nó có độ delay rồi thì chúng ta phải làm này. Em sẽ viết là cái HCOH này, này. HCOH này thì nó sẽ là chất điện ly yếu. HCOH là chất điện ly yếu này. Thì sẽ ra là HCO trừ H cộng nhé. Chúng ta ghi mũi tên hai chiều này thì mình sẽ làm ba dòng này. Đầu tiên là ban đầu này. Đầu thứ hai là phân ly. Còn thứ ba là cân bằng. Đấy thì chúng ta sẽ tính là cái này chúng ta tính theo nồng độ nhé. Đấy, M đi. C0 đi. Này là X này. Cái này ban đầu nó sẽ là 0 này. Ban đầu lúc mới hoàn toàn vào là 0 này. Cái này là X thì cái này cũng là X này. Cái này cũng là X này. Cân bằng thì thằng này sẽ là người ta yêu cầu tính nồng độ H cộng thôi. Chúng ta biết hết làm được. Thì rõ ràng lúc cân bằng thì thằng này sẽ là C0 chứ X nhé. C0 chứ x này. Nên này thì sẽ là 0 cộng x này.
Ngoài cho là không cần biết luôn này. Nó tính theo m hết nhé. Đó đây thì ta nhớ là ta nhớ cho thầy cái định nghĩa alpha. Cái nồng độ đầu tiên em sẽ phải tính C0 nhé. C0 em tính theo các cái thông số này chắc là mọi người sẽ tự tính được. Đúng không? Em tính ra nhé. Thì bây giờ em sẽ tính cho thầy là C0 xong rồi bây giờ sẽ tính chúng ta nhớ cho thầy alpha nhé. Alpha này, alpha thì nó sẽ bằng lượng phân ly này chia cho lượng ban đầu. Sau đó nó sẽ bằng x chia cho C0. Bằng 1%. Đấy, đến đây thì chúng ta dựa vào kết quả này chúng ta có thể tính ra x là bằng bao nhiêu rồi. Nồng độ ion hết cộng trong x thì chính là x. Đúng chứ không? Ta nhớ là cái C0 này là nồng độ nhé, chúng ta tính về nồng độ. Bây giờ các bài toán về cái phân ly này nó đều xảy ra trong người dung dịch thôi. Nên thay vì tính theo số mol thì chúng ta có thể tính theo nồng độ được. Đấy thì bây giờ mọi người sẽ làm cho thầy từ câu 26, 27, 28, 29 đi. Để còn ít phút còn lại. Đây là C0. Đấy thì còn ít phút còn lại thì em sẽ làm là 26 này, 27, 28 này. Đến câu 27 cho đến 30 là được rồi. Trên lớp là từ 27 đến 30. Coi như đang trên lớp. Lại sẽ là bài tập về nhà. Bài tập về nhà thì còn lại thôi thì là sẽ là từ 31 đến 41. 31 đến 41. Bây giờ khi mà làm này thì mình sẽ comment vào mét riêng cho thầy nhé. Mét riêng nhé thì comment vào nhóm. Bây giờ mình sẽ comment vào mét riêng nhé. Đấy, bây giờ bắt đầu đến lúc luyện tập rồi thì mình comment vào mét riêng thì nó dễ theo dõi hơn nhé. Dễ theo dõi hơn. Rồi giờ em làm thôi. Yeah, làm thôi. Bài tập trên lớp, bài tập về nhà đấy. Làm nhé, bây giờ bắt đầu làm nhé.